Chào bạn, chào mừng các bạn đến với No 2 Công Nghệ. Tất cả anh em chúng ta đang có một cái khái niệm là cứ hễ phải dùng đến CPU i7 hoặc i9 là các bạn phải dùng đến main khủng cộng với nguồn khủng. Trong tay Tùng đang có một con CPU i7 đây, thưa anh em. Đây nhá, i7-4765T. Cái thông số của nó rất đơn giản, đó là 2.9. Khi các bạn dùng main xịn sò, các bạn có thể úp lên được là 3.8. Cộng với cái điều kiện là cái công suất tiêu hao ấy nó chỉ ở cái trạng thái là 45W. Vì vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi thử một bộ cây để dùng H81 mà chạy CPU i7. Bây giờ mình sẽ show chi tiết cấu hình cho các bạn và mình sẽ đi test cho các bạn cái hiệu năng mà khi H81 chạy với i7. Còn nếu các bạn nào muốn mua CPU này nhé thì giá của nó là 1.690.000. Còn việc của chúng ta sẽ là những linh kiện ghép lên để đi test nó. Đây là cái bài toán tiết kiệm chi phí mà anh em hay dùng một cái từ thô thiển không nên dùng, đó là tiền ít hít VL thơm. Đầu tiên cho CPU vào vừa khít. Video có một số từ nhạy cảm, vì vậy các bạn không thích thì tắt video đi, bỏ qua. Tiếp theo chúng ta sẽ tiết kiệm tiền bằng hai thanh 4GB. Đơn giản không các bạn? Với những dòng CPU mà chỉ ở cái trạng thái là 45W thì thực sự là không cần phí phạm đến những cái fan như T400i hay là CR1000 làm gì. Chơi bố cái fan 25-30.000 này là ok. Keo MX4 xịn xịn một tí là ok. Giá thành sản phẩm, chi tiết sản phẩm cộng link mua sản phẩm thì mình sẽ để ở cái phần link mô tả video. Tiếp tục, một SSD 128 giá bây giờ dao động tầm 400, hơn 400 một chút. Thêm một chiếc Vega, chẳng nhẽ chạy 750 Ti, thôi thì cố một tí chạy GTX 960. Vì đơn giản nếu các bạn ghép 750 Ti vào đây nó sẽ bị nghẽn. 1050 Ti hoặc 1060 thì tiền nó lại đội lên quá nhiều, lúc đó VL lại thối hoắc ra. Cái cuối cùng đó là một cái nguồn 500W. Những con i7 bình thường ví dụ như 6700 hoặc là 7700, nguồn này còn cân được thì không có cái lý gì một con CPU i7 mà chỉ có 45W bộ nguồn này không cân được. Cái nhược điểm chết người của Heat VL Thơm đây chính là nó không thể úp CPU lên trạng thái là 3.8 mà chỉ ở chạy 2.9 hoặc 3.0. Còn bây giờ đó là những trải nghiệm thật khi chúng ta test ở H81 với CPU i7 mà không được ép xung. Mời các bạn. Mình nhắc lại cấu hình cho anh em một lần nữa. Đó là i7-4765T, RAM 8GB, SSD 120 và Vega là GTX 960, main là H81. Cái nhược điểm ngay từ lúc trước mình đã nói đó là H81 thì không thể ép xung, vì vậy các bạn đang chấp nhận chạy với cái xung nhịp là 2.9, nó sẽ yếu hơn khá là nhiều với cái xung nhịp là 3.6. Nếu có điều kiện thì các bạn lên dùng những cái main có khả năng ép xung thì nó sẽ hỗ trợ tốt hơn con CPU này. Và chúng ta đều biết là những dòng chip T thì cái nhiệt độ nó tiêu hao ít hơn, nó sinh ra ít hơn với những dòng chip không có T hoặc với những dòng chip K. Có thể nói một câu trắng phớ là dòng chip T sẽ yếu hơn, chính vì vậy nó rẻ hơn. Anh em chúng ta đang test game đó là GTA 5 và mức setup ở cấu hình cao. Quên nói chậm quá, nó qua game rồi. Tiếp theo chúng ta đang test cái game đó là Battlefield và mức setup đang là ở mức medium. Các thông số đã show hết cho các bạn. Chúng ta xem có cái sự nghẽn gì không. Ồ, ở đây chúng ta có thể thấy nếu cái game này mà ăn về phần game này thiên CPU hay thiên Vega nhỉ? Thế thì nó đớp hết 100% Vega. Vậy là cũng chẳng có tác dụng gì khi với những cái game này. Nếu các bạn dựng cây mà chỉ chơi game này nhá, thì với i5 là đủ, vì với i7 đây nó chỉ ăn khoảng 70-80%, rất mượt mà.
Ram đã gần đỡ pace rồi nha các bạn. Nếu có điều kiện các bạn lên Ram khoảng 12 hoặc 16 GB. Còn đây chúng ta đang test thêm một cái game nữa, đó là cái gì đây? Battlefield 1. Vẫn cứ sái mồm, vẫn chưa hồi phục. Mức cái setup vẫn chưa phải là ở chế độ Ultra. Chúng ta đang setup ở mức cao. Game này cũng chỉ ăn Vega là chính. Phải kiếm game nào nó ăn Cebu. Đang test Cebu, test toàn game ăn Vega. Một cấu nói một bài toán trắng phớ, đó là 4x8 luồng mà giá nó chỉ đắt hơn một con Cebu cũng như vậy. Ví dụ i5 4570, 4x4 luồng thì tùy các bạn có cái sự lựa chọn. Và con chip này mình cũng chỉ có một con duy nhất chứ không có nhiều. Thì chúng ta đang biết đó là i7 4790, giá đang dao động rơi vào tầm khoảng 2,3 triệu. Con này vẫn Vega. Vega vẫn đớp 100%. Nhưng mà đại đa số là vẫn ở mức thấp. Mình vẫn chưa nhớ tên cái thằng nhân vật này. Không phải, trong Phong Vân cơ. Thằng mà tranh giành bộ kiếm thánh của phong, của ông ấy. Quên mất tên, hôm nay sẽ xem phim để có thể nhớ tên nhân vật. Hai tay hai kiếm, cuối cùng vẫn phải bán vợ cho Đông Doanh. Bán vợ để lấy bí kíp võ công. Vậy nếu mà chúng ta sử dụng một cái dòng B85 Gaming chuyên game hoặc dòng H97 để hỗ trợ tối đa cho Cebu i7 thì thực sự là chúng ta sẽ thấy một cái sự nghẽn mạnh cục bộ ở đây. Khi mà xung nhịp của chúng ta lên trạng thái là 3.6. Bài toán chưa cháy thôi các bạn nhé. Và chúng ta sẽ đến với game công chúa. Và mức setup ở cái mức đó là Medium. Hôm nay công chúa đã mặc quần không mặc váy. Ôi giời, bay mà mông lắc thế. Máy giật. Hóa ra là máy giật. Lên mông nó nóc chứ không phải là do game đã biến hóa rồi. Đã dần dần chuyển sang mặc váy rồi. Ở đây chúng ta đang setup ở mức Medium. Và ôi, cái này thì set được lên Ultra. Set thoải mái đúng không? Nếu màn hình ngon. Như là có đồ lăng đao ấy. Thế là ngon rồi. Nhưng sao không lên mức 2 đi? Cebu và Vega đều vẫn ở trạng thái chưa đến 60%.